Xin chào các bạn, đây là kết quả sau khi mà bên Việt Cung Trùng Đà Lạt bên mình đặt thuốc để diệt gián. Đây là một cái dòng gián Đức và rất là phổ biến ở những cái quán ăn các bạn nhé. Đây là một cái kệ để đồ để mà đựng thức ăn này, các bạn thấy này, những cái dĩa nha. Đó, thì sau khi đặt thuốc thì gián chết rất là nhiều, những con gián chết thì nó nằm ngửa như thế này các bạn nhé. Những cái con gián nó nằm ngửa này, đó, nó chết này rồi. Các bạn sẽ thấy những cái vệt thuốc mà bên mình đã chấm nha. Vệt thuốc đã chấm đây nè, các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy những vệt thuốc đã chấm. Thì khi mà gián nó ăn thì nó sẽ chết nha, chết từ trong vòng một ngày thì nó sẽ chết, và cái lượng gián nó sẽ giảm rất là nhiều nha. Những cái vệt thuốc ở bên mình bôi này, đó các bạn thấy ha, ở đây đó, những cái vệt thuốc, những cái chấm thuốc này, và gián chết ở phía trong này. Như vậy thì các bạn thấy là sử dụng cái loại thuốc này thì nó rất là hiệu quả, cách sử dụng đơn giản và nó không có gây độc hại, không có gây hôi, rồi không ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta buôn bán nha. Ở quán cũng hoạt động bình thường. Và những cái chấm thuốc đã khô này thì sau khi 1-2 ngày thì bên mình sẽ kiểm tra lại, và sau đó thì sẽ chấm lại cái lượng thuốc mới để cho những cái con nó còn sót, nó chưa ăn nó thì nó sẽ chết rồi nha. Các bạn thấy nè, gián nó chết rất nhiều, và những con này dân nó đang chết nè, dân cái nha. Đây là cái tiếp thuốc mà bên mình sử dụng này, các bạn thấy không? Cái vết thuốc mà bên mình bôi sẽ còn một số con vì một lý do nào đó chưa ăn, thì mình sẽ kiểm tra lại, sau đó mình tiếp tục bôi thuốc các bạn nhé.